Bây giờ, một người mách nước ẩn danh có tên là iUniverse đã tiết lộ các chi tiết chính về phiên bản sắp tới. Samsung Galaxy S22 Ultra trước khi ra mắt. Kết hợp với một video mới từ John Prosser của Frank Pestek cho thấy phần cứng vật lý của điện thoại. Giờ đây chúng ta biết thêm nhiều điều về những gì S22 Ultra có thể cung cấp. Thay đổi lớn nhất với S22 Ultra ở đây là thiết kế giống Galaxy Note của nó. Samsung từng được cho là sẽ khai tử dòng Note khi dòng S và Note hội tụ trong nhiều năm và khi dòng Galaxy Z Flip và Fold trở thành tâm điểm về các thiết bị sáng tạo của hãng. Tuy nhiên, thiết kế vuông vắn và bút S Pen nhúng vẫn có người hâm mộ và ngay cả các đối tác nhà mạng cũng phàn nàn về việc thiếu Note. S22 Ultra, nếu những tin đồn này được chứng minh là chính xác, sẽ là một nỗ lực để giành lại hoặc giữ chân những người hâm mộ đó. Điện thoại dự kiến sẽ có màn hình QHD cộng 6,8 inch với màn hình AMOLED 120Hz cũng như các cạnh hơi cong. Tương tự như Samsung Galaxy Note 10 Plus, mặt sau của điện thoại thông minh mới cũng đã được thay đổi một chút, không giống như Galaxy S22 và S22 Plus. Người dò gì cũng đã tiết lộ rằng điện thoại dự kiến sẽ có độ sáng cao nhất trên bất kỳ điện thoại thông minh nào của Samsung vào khoảng 1.800 nits. Theo dò gì, S22 Ultra dự kiến sẽ có camera siêu rộng 12 megapixel tiêu chuẩn cũng như hai camera tele 10MP với zoom 10x và 3x tương ứng. Điện thoại có một lỗ khoét lỗ cho camera selfie 40MP. Tuy nhiên, iUniverse đã tiết lộ rằng Samsung sẽ tăng cường các chi tiết của cảm biến camera SM3108MP. Galaxy S22 Ultra dự kiến sẽ được trang bị bút cảm ứng S Pen. Nó có pin 5000mAh với sạc 45W. Điện thoại sẽ có khả năng sạc từ 0% lên 70% chỉ trong 35 phút. Thiết bị mới này được trang bị Exynos 2200 với GPU AMD RDNA 2. Các đơn vị bên ngoài châu Âu dự kiến sẽ nhận được bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 895. Samsung Galaxy S22 Ultra dự kiến sẽ có 4 màu trắng, đen, đỏ tía và xanh pha bóng. Ngày ra mắt được đồn đoán là vào tuần đầu tiên của tháng 2. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.